Ít nhất 21 người thiệt mạng sau khi một bức tường bị mưa lớn làm suy yếu đổ sập xuống một dãy nhà tồi tàn ở thành phố Mumbai. Nhà chức trách cho biết hơn 60 người khác bị thương trong thảm họa sáng ngày 2 tháng 7. Thảm kịch xảy ra trong khi Mumbai hứng chịu mưa mùa tầm tã sang ngày thứ hai liên tiếp. Dự báo thời tiết cho biết một số khu vực của thành phố đã nhận hơn 300mm nước mưa trong 24 giờ qua, làm ngập đường phố và đường ray xe lửa, buộc nhà chức trách phải tuyên bố mùng 2 tháng 7 là ngày lễ công cộng. Tại thành phố Pune gần đó ở phía Tây, 15 người thiệt mạng hôm thứ Bảy khi một bức tường đổ sập lên một khu nhà ở của người lao động nhập cư và gia đình của họ.